thấy chúng sinh chẳng có cơm ăn thì giống như chính mình chẳng có cơm ăn thấy chúng sinh chẳng có quần áo để mặc thì giống như chính mình chẳng có quần áo để mặc tóm lại thấy chúng sinh có tất cả thống khổ thì cũng giống như chính mình thọ tất cả thống khổ đó là biểu hiện lòng từ bi vị thiên vương này chẳng có tâm kiêu mạn không khinh khi chúng sinh không coi nhẹ chúng sinh chẳng có căn lành hoặc người cùng khổ hoặc người ngu si mà rời bỏ họ vị này chẳng có tư tưởng phân biệt cao thấp quý tiện xem tất cả chúng sinh đồng đều và bình đẳng đó là môn giải thoát vị này đắc được tịch tĩnh cảnh thiên vương được môn giải thoát điều phục tất cả tâm sân hại của chúng sinh thế gian vị tịch tĩnh cảnh thiên vương thường ở trong cảnh giới định điều phục được tất cả tâm sân hại của chúng sinh thế gian khiến cho họ biến thành tâm từ bi, biến thành tâm hỷ xả. Người có tâm sân hận thì thuộc về đường Atula. Atula thích đấu tranh, luôn luôn tranh thắng, tranh đệ nhất. Trên trời có Atula, ở nhân gian cũng có Atula. Atula trên trời thường tác chiến với chư thiên. Atula nhân gian thường phát sinh đại chiến dẫn đến nước này đánh với nước kia, chủng tộc này đánh với chủng tộc kia tôn giáo này đánh với tôn giáo kia tương lai địa cầu và tinh cầu cũng sẽ chiến tranh với nhau những chiến tranh xảy ra đều do atula tác quái atula có hai loại âm và dương atula thuộc dương tức là quân đội trên thế gian atula thuộc âm là những kẻ trộm cướp bất lương phàm là kẻ làm ác giết người đều là atula hoặc chúng sinh nào thích đấu tranh cũng đều gọi là Atula. Trong loài xúc sinh và ngạ quỷ cũng có Atula, tầm sân hận của chúng rất lớn. Chúng hỗ tương xâm phạm, hỗ tương nhiễu loạn chẳng được yên ổn. Vị thiên vương này đều phục được tâm sân hận, chuyển thành tâm tử bi. Nếu ai ai cũng có tâm tử bi, thì sẽ không có sát sinh, không chiến tranh. Đó là cảnh giới nguồn giải thoát vị thiên vương này đắc được diệu luân trang nghiêm tràng thiên vương được môn giải thoát vô lượng vô biên chư phật tùy sự nghĩ nhớ mà đến vì diệu luân trang nghiêm tràng thiên vương đã được thân phật trong mười phương không cách chi tính đếm được chư phật tùy sự nghĩ nhớ mà phóng quang đều đến đạo tràng trong kinh Đăng nghiêm nói hiện tiền nhớ phật niệm phật tương lai nhất định thấy phật bạn nhớ nghĩ mười phương chư Phật thì mười phương chư Phật cũng nghĩ nhớ bạn. Nếu bạn không nghĩ nhớ chư Phật thì chư Phật cũng không nghĩ nhớ bạn. Bất quá, đó là một phương diện. Cần phải hai phương diện thì mới cảm ứng đạo giao được. Sở cầu của chúng sinh là cảm. Phật và Bồ Tát ban cho là ứng. Phật thì luôn luôn nghĩ nhớ tất cả chúng sinh, cho nên phát nguyện độ chúng sinh. Nếu Phật không nghĩ nhớ chúng sinh, thì không thể phát nguyện độ chúng sinh. Chúng sinh nghĩ nhớ Phật thì nên cúng dường Phật, gần gũi Phật, cung kính Phật, lễ bái Phật. Hỗ tường nghĩ nhớ thì sẽ có cảm ứng, sẽ tiếp được quang minh của Phật. Ai à, nghĩ nhớ Phật thì Phật hiện ra trong tầm người đó. Vị thiên vương này đắc được môn giải thoát này. Hòa quàng huệ thiên vương được môn giải thoát. Tùy tâm niệm chúng sinh hiện khắp thành tránh giác, vị hoa quang huệ thiên vương này đã được tùy tâm niệm của chúng sinh mà hiện ra khắp chư Phật để giáo hóa chúng sinh, tu hành tất cả hạnh môn, tất cả chúng sinh có những tâm niệm gì. Phật đều biết, đều thấy, cho nên dùng đủ loại pháp môn để giáo hóa chúng sinh, khiến cho thành tránh giác. Tránh giác tức là vô thượng tránh đẳng tránh giác, tiếng Phạn là A Nậu Đa La Tam Tam Bồ Đề. Đó là môn giải thoát của vị này đáp được nhân đà la diệu quang thiên vương được muôn giải thoát pháp tự tại đại oai lực vào khắp tất cả thế gian nhân đà la dịch là thiên chủ làm thiên chủ trên cung trời đào lợi trong kinh a di đà xưng là thích đẻ hoàn nhân trong kinh lăng nghiêm xưng là nhân đà la gia vị nhân đà la gia diệu quang thiên vương này là thiên vương tha hóa tự tại vị này đắc được đại oai đức thần thông lực thâm nhập khắp tất cả thế gian vì chúng sinh thuyết pháp và có một thứ pháp tự tại tức là lúc Phật thuyết pháp thì chẳng có đến đi pháp được nói ra là vô lượng vô biên đó là môn giải thoát pháp tự tại của vị này đắc được bây giờ vị tự tại thiên vương nương oai lực của Đức Phật quán sát khắp tất cả chúng tự tại thiên mà nói ra bài kệ đường lúc đó vị tự tại thiên vương này nương sức thần thông đại oai đức của Đức Phật mà quan sát khắp tất cả thiên chúng trời tha hóa tự tại, dùng kệ để diễn nói lại những gì đã nói ở trên, khiến cho các thiên chúng càng hiểu thêm đạo lý Phật Pháp. Thân Phật đến khắp cùng Pháp giới, ứng khắp chúng sinh đều hiện tiền, đủ lại giáo môn hóa quần sinh tự tại thiên vương ngộ môn này thân Phật đến khắp cùng Pháp giới, Pháp giới lớn bao nhiêu, thì thân Phật lớn bấy nhiêu, Pháp giới nhỏ bao nhiêu, thì thân Phật nhỏ bấy nhiêu, thân Phật và Pháp giới đồng nhau, Pháp giới tuy lớn nhưng không hơn thân Phật. Ứng khắp chúng sinh đều hiện tiền, mỗi chúng sinh đều đắc được quang minh của Phật chiếu đến, đều đắc được Phật thị hiện ở trước họ. Tâm của Phật và tâm chúng sinh có sự cảm ứng, Pháp thân của Phật giống như tấm gương trong sáng, tất cả chúng sinh đều hiển hiện ở trong gương. Đủ lại giáo môn hóa quần sinh, Phật nói đủ thứ giáo môn, bao quát tất cả Phật giáo và chẳng phải Phật giáo, tất cả tôn giáo đều bao quát ở trong Phật giáo. Chẳng có một tôn giáo nào thoát ra khỏi ngoài phạm vi Phật giáo, Phật luôn luôn giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh phát tâm bồ đề cầu vô thượng đạo đắc vô thượng giác tự tại thiên vương ngộ môn này khiến tất cả chúng sinh ở trong các pháp đắc được tự tại đắc được giải thoát đắc được khai ngộ đắc được trí huệ vị thiên vương này đắc được môn giải thoát tự tại khai ngộ khai ngộ tự tại tất cả dục lạc trong thế gian vui thánh tịch diệt là tối thắng trụ ở trong pháp tánh rộng lớn diệu nhãn thiên vương quán thấy được tất cả dục lạc trong thế gian sự khoái lạc trong thế gian là gì người thích uống rượu thì cho rằng uống rượu là sự hưởng thụ khoái lạc nhất của con người khi uống rượu thì cảm thấy tự tại uống say thì cảm thấy không tự tại người thích đánh bạc thì cho rằng đánh bạc là thú vui nhất của con người khi ăn thì cảm thấy tự tại còn thua thì cảm thấy không tự tại đó là khổ hay là sướng Người thích thì đấu thì cho rằng thắng lợi là xu sướng nhất, nhưng khi thất bại thì không đau khổ chăng? Tóm lại, việc khoái lạc nhất trên thế gian, tức là nhân đau khổ nhất. Thánh tịch diệt lạc là, là tối thắng. Vậy sự khoái lạc nhất là gì? Tức là khoái lạc xuất thế gian mới là chân chánh khoái lạc, mới là khoái lạc thủ thắng. Niết bàn bốn đức là vui tối thắng nhất trụ ở trong pháp tính rộng lớn, có niềm vui tịch diệt của bậc thánh này rồi, thì mới trụ ở trong pháp tính rộng lớn, chẳng có ngàn mé. Diệu nhãn thiên vương quán thấy được, vì diệu nhãn thiên vương quan sát cảnh giới này và đắc được môn giải thoát này. Như lai xuất hiện khắp mười phương, theo tâm chúng sinh mà thuyết phát, tất cả nghi hoặc đều dứt trừ, môn giải thoát này diệu chẳng chứng như lai xuất hiện khắp mười phương phật xuất hiện ra đời là đến khắp mười phương pháp giới do đó vô tại vô bất tại vô sở bất tại lại có thể nói tận hư không khắp pháp giới theo tâm chúng sinh mà thuyết pháp phổ biến ứng khắp căn cơ của chúng sinh vì họ mà thuyết pháp người đáng dùng quyền giáo độ được thì phật vì họ mà nói pháp quyền giáo người nên dùng thật giáo độ được thì Phật vì họ mà nói Pháp thật giáo. Người căn tính đại thừa thì Phật vì họ mà nói Pháp đại thừa. Người căn tính tiểu thừa thì Phật vì họ mà nói Pháp tiểu thừa. Người không gieo căn lành thì Phật vì họ mà nói Pháp gieo căn lành. Người đã trồng căn lành thì Phật vì họ nói Pháp thành thục căn lành. Người đã thành thục căn lành thì Phật vì họ mà nói Pháp giải thoát. Phật thì quan sát căn tính của chúng sinh để vì họ thuyết pháp. Tất cả nghi hoặc đều dứt trừ. Nếu chúng sinh có tầm nghi hoặc, thì Phật vì họ nói pháp khiến cho họ dứt trừ tất cả nghi hoặc mà sinh ra tâm tránh tín. Môn giải thoát này diệu tràng chứng. Diệu tràng quan thiên vương đắc được môn giải thoát này. Chư Phật khắp nơi diễn diệu âm, trong vô lượng kiếp nói diệu pháp chỉ dùng một lời diễn nói hết Dũng mãnh vệ thiên Thấy môn này Chư Phật khắp nơi diễn diệu âm Mười phương chư Phật Ở trong khắp mười phương thế giới Bất cứ trong thế giới nào Cũng đều có chư Phật ở trong đó Diễn nói diệu âm Diệu âm của chư Phật diễn nói Khắp tận cùng hư không khắp pháp giới Bất cứ có âm thanh hoặc không âm thanh Có hình hoặc không hình Diễn nói hoặc không diễn nói Tất cả hết thầy đều là sự diễn diệu âm của chư Phật. Vào đời Tống, Tô Đồng Phà, viếng thăm núi Lư Sơn có làm bài thơ, trong đó có hai câu rằng Khê thành tận thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thành tịnh thần Tức là nói âm thanh nước chảy là Phật đang nói Pháp Hình thái màu sắc núi non đâu chẳng phải là thanh tịnh Pháp thân của Phật Không những khê thành là quảng trường thiệt mà tất cả âm thanh trên thế giới đều là tướng lưỡi rộng dài của Phật, âm thanh thuyết pháp, do đó nước chảy gió thổi đều là diễn nói pháp âm, tất cả hình sắc trên thế giới đều là pháp thân của Phật. Lời viết diệu của Phật là vô thuyết vô bất thuyết, pháp thân của Phật là vô tại vô bất tại. Diệu âm và diệu sắc này, chỉ chúng sinh thấy được rồi thì hiểu rõ, tức là giác ngộ nếu không minh bạch thì bị cảnh giới làm mê hoặc mà không thể giác ngộ, cho nên nói giác và không giác chỉ ở tại một niệm. Trong vô lượng kiếp diễn diệu pháp, từ vô lượng kiếp đến nay, Phật luôn nói diệu pháp phổ độ chúng sinh, ngày ngày nói pháp, thời thời nói pháp chẳng gián đoạn. Ban đầu Phật nói kinh Hoa Nghiêm trong 21 ngày, kế tiếp nói kinh A Hàm khoảng 20 năm, rồi nói kinh Phương Đẳng 8 năm, và nói kinh Bát Nhã 22 năm. Sau nói kinh Pháp Hoa 8 năm, cuối cùng khi nhập Niết bàn nói kinh Đại Bát Niết bàn, Phật thuyết pháp 49 năm, giảng hơn 300 hội, không bao giờ nghỉ ngơi, tinh thần truyền đạo thật là vĩ đại, có thể nói trước sau chẳng có ai so sánh được. Chỉ dùng một lời diễn nói hết. Tuy nhiên Phật trong vô lượng kiếp thuyết pháp nhưng pháp này chỉ dùng một lời nói thì có thể nói hết. Phật trong vô lượng kiếp nói pháp đó là quyền xảo phương tiện, khiến cho chúng sinh hiểu rõ Phật pháp. Nếu dùng một lời nói mà nói hết các pháp thì hầu hết chúng sinh sẽ không hiểu. Phật muốn dùng thật giáo để thuyết pháp, nhưng thật giáo là vô pháp khả thuyết, không có cách chi nói được. Nếu vô pháp khả thuyết thì chúng sinh vô pháp khả văn, không cách chi nghe được. Dũng Mãnh Huệ Thiên thấy môn này, vì Dũng Mãnh Huệ Thiên Vương đắc được môn giải thoát này. Tất cả quảng đại từ thế gian chẳng bằng một phần của Như Lai, lòng từ của Phật như hư không, diệu âm Thiên Vương ngộ môn này. Tất cả quảng đại từ thế gian, tâm từ lớn nhất trong thế gian như cha mẹ đối với con cái. Nhưng tâm từ rộng lớn này không bằng tơ hào tâm từ của Đức Phật, chẳng bằng một phần của Như Lai. Một phần tâm từ của Phật ái hộ chúng sinh lớn hơn nhiều so với tâm từ của cha mẹ thương con cái. Tâm đại từ của Phật là cứu chúng sinh ra khỏi biển khổ. Dù có thể hy sinh tánh mạng của mình giống như Bồ Tát Địa Tạng Vương, Ngài cứu chúng sinh ở trong địa ngục, Ngài phát nguyện. Ngài phát đại nguyện rằng địa ngục không chống không thà không thành phật chúng sinh độ hết mới chứng bồ đề hạnh của ngài là bồ tát đạo nguyện của ngài phát ra là cứu chúng sinh mười phương chư phật trong quá khứ vô lượng kiếp đều phát đại nguyện này tâm từ của cha mẹ làm sao so sánh với tâm từ của đức phật cha mẹ thương con cái chỉ một đời còn phật thì thương chúng sinh nhiều đời Phật đối với chúng sinh đều có tâm từ bi rộng lớn để giáo hóa chúng sinh, mà xà bỏ thân thể của mình, bất cứ nguy hiểm thế nào cũng không từ, nhất định phải cứu chúng sinh, khiến cho họ đắc được an lạc. Lòng từ của Phật như hư không, tâm từ của Phật rộng lớn cỡ nào, lớn giống như hư không vô cùng tận, chẳng khi nào hết được. Diệu âm thiên vương ngộ môn này, vị diệu âm cú thiên vương hiểu được cảnh giới lòng đại tử của Phật. Đối với chúng sinh, đó là một giải thoát của vị này đắc được. Chúng sinh ngã mạn cao như núi, thập lực phá tan không còn sót. Đó là bi dụng của Như Lai, diệu quang tràng vương hành đạo này. Chúng sinh ngã mạn cao như núi, tại sao chúng sinh vẫn là chúng sinh? vì có tầm ngã mạn tức cũng là cống cao ngã mạn tầm ngã mạn cao hơn núi tu gì tu hành tức là tiêu diệt tầm ngã mạn cho nên trong lục độ có nhẫn nhục bà là mật bạn nhẫn nhục được thì chẳng có tầm tự kiêu thập lực phá tan không còn sót phải dùng pháp môn thập lực thì sẽ phá tan tầm ngã mạn của chúng sinh thập lực là mười trí huệ lực một xứ phi xứ trí lực hai tam thế nghiệp báo trí lực ba thiền định giải thoát tam muội trí lực bốn các căn thắng liệt trí lực năm trùng trùng giải trí lực sáu trùng trùng giới trí lực bảy nhất thiết trí xứ đạo trí lực tám thiền nhãn vô ngại trí lực chín túc mạng vô lậu trí lực mười vĩnh đoạn tập khí trí lực đây là bi dụng của như lai đây là tác dụng đại từ đại bi của Phật, đủ tiêu trừ chướng ngại sự tu đạo của chúng sinh. Chúng ta phải có ý chí kiên nhẫn phá tan núi ngã mạn Diệu quang tràng vương hành đạo này, vị diệu quang tràng thiên vương. Tu hành pháp môn này mới đắc được môn giải thoát này. Huệ quang thanh tịnh đầy thế gian, nếu ai thấy được trừ si tối, khiến họ thoát khỏi các đường ác tịch tĩnh thiên vương ngộ pháp này huệ quang thanh tịnh đầy thế gian trí huệ quang của phật là tận hư không khắp pháp giới do đó phật quang phổ chiếu quang minh của phật không những thanh tịnh mà còn trang nghiêm nếu chúng sinh nào bị quang minh của phật chiếu đến thì nhất định sẽ khai mở đại trí huệ muốn được quang minh của phật chiếu thì phải tinh tấn tu hành nếu ai thấy được trừ si ám nếu như người có căn lành lớn thấy được quang minh của phật thì nhất định sẽ tiêu trừ sự đen tối ngu si của họ tại sao chúng sinh phải ngu si vì tâm cảnh không tránh đại quang minh luôn luôn ích kỷ tư lợi chỉ nghĩ lợi ích cho cá nhân mình cho nên vô mình càng ngày càng đen tối càng đen tối thì càng ngu si càng ngu si thì càng đen tối trong sách luận ngữ có câu những gì mình không muốn đừng bố thí cho người khác. Nghĩa là việc gì mình không muốn thì đừng gây tổn hại đến người khác, khiến cho họ sinh phiền não, do đó suy bụng ta ra bụng người. Đó là đạo lý nhà nho, cũng là nhân sinh quan tiêu cực. Phật giáo đề xứng từ bi tức cũng là nhân sinh quan tích cực. Đáng tiếc một số Phật tử hiểu lầm, ngã Phật trần thật nghĩa, chuyên vì chính mình mà không đếm xỉa gì, gì đến kẻ khác, cách xa tư tưởng Bồ Tát mười vạn tám ngàn dặm nếu không hồi đầu thì càng đi càng xa khiến họ thoát khỏi các đường ác Phật khiến tất cả chúng sinh đều thoát khỏi đường A Tu La súc sinh ngạ quỷ và địa ngục tóm lại thoát khỏi sáu nẻo luân hồi liễu sinh thoát tử lìa khổ được vui đạt đến niết bàn tịch tĩnh thiên vương ngộ pháp này vị tịch tĩnh thiên vương minh bạch pháp môn này lỗ lông phóng quang diễn diệu pháp số chúng sinh đồng danh hiệu phật tùy theo sở thích đều được nghe diệu luân tràng vương được một này lỗ lông phóng quang diễn diệu pháp lỗ chân lồng trên thần của phật đều phóng đại quang minh không những phóng quang mình mà mỗi chân lông đều diễn nói tất cả diệu pháp số chúng sinh đồng danh hiệu phật chúng sinh có bao nhiêu thì danh hiệu phật có bấy nhiêu vì chúng sinh đều có phật tính đều sẽ thành phật thành phật thì có danh hiệu phật tùy theo sở thích đều được nghe tùy theo căn tính chúng sinh đều nghe được diệu pháp của phật nói diệu luân tràng vương được môn này đây là môn giải thoát của vị diệu luân tràng thiên vương đắc được như lai tự tại không thể lường hư không pháp giới đều đầy khắp tất cả chúng hội đều thấy rõ môn giải thoát này hoa huệ chứng như lai tự tại không thể lường sức đại thần thông của phật diệu không thể nói tức là không thể suy nghĩ không thể luận bàn không cách trì chắc lượng chẳng có bờ mé hư không pháp giới đều đầy khắc, sức đại thần thông của phật dùng mãn pháp giới sung mãn hư không cho nên nói không thể lường tất cả chúng hội đều thấy rõ sức đại thần thông của phật ở trong mười phương thế giới, phàm là chỗ nào có pháp hội, thì tất cả chúng sinh nhìn thấy thần lực của Phật rõ ràng trong suốt, không có gì chướng ngại. Khi Phật thuyết pháp thì phóng quang hoặc là địa chấn. Phóng quang là từ giữa lông mày, miệng, đầu gối, chân, vân vân. Địa chấn thì có chấn, hống, kích, động, dũng khởi, sáu thứ. Đó là thần thông lực. Môn giải thoát này, hoa vệ chứng, cảnh giới môn giải thoát này vị hoa quang huệ thiên vương đắc được vô lượng vô biên biển đại kiếp hiện khắp mười phương mà thuyết pháp chưa từng thấy phật có đến đi diệu quang thiên vương ngộ môn này vô lượng vô biên biển đại kiếp phật ở trong vô lượng vô biên biển đại kiếp thuyết pháp không ngừng nghỉ đến khắp nơi phổ độ giáo hóa chúng sinh hiện khắp mười phương mà thuyết pháp phật hiện khắp trong mười phương thế giới mà vì chúng sinh thuyết pháp có khi đảo giá từ thuyền trở lại có chúng sinh mà vì chúng sinh thuyết pháp chưa từng thấy phật có đến đi phật tuy nhiên hiện khắp trong mười phương mà thuyết pháp nhưng chẳng nhìn thấy phật đi đến mười phương cũng chẳng thấy phật từ mười phương đến nghĩa như thế nào cũng giống như mặt trăng hiện ở trong tất cả nước mặt trăng trong tất cả nước đều do mặt trăng trong hư không hiện ra mặt trăng vốn có tuy nhiên chiếu sáng ở trong nước nhưng mặt trăng vốn có chẳng động mặt trăng trong nước là phản ảnh ánh sáng mặt trăng vốn có mà thành cho nên gốc chẳng động mà không đến đi đức phật giống như mặt trăng sáng chiếu khắp mười phương mà không đến đi trong tầm của chúng ta nếu thanh tịnh thì quang minh của phật xuất hiện nếu giờ đục thì quang minh của Phật sẽ không hiện. Tu đạo tức là tu tâm, làm cho thanh tịnh một bụi trần không nhiễm, một niệm không sinh. Lúc này thì quang minh của Phật sẽ hiện tiền. Diệu quang thiên vương ngộ môn này, môn giải thoát này vị diệu quang thiên vương đắc được. Lại nữa, thiện hóa thiên vương được môn giải thoát khai thị tất cả nghiệp lực biến hóa. Ở trên đã giải thích xong những bài kệ và môn giải thoát của 10 vị tha hóa từ tại Thiên Vương. Bây giờ giải thích kệ tụng tán thán công đức của Phật và các môn giải thoát đắc được của 10 vị hóa lạc Thiên Vương. Vị thiện hóa Thiên Vương này là Thiên Vương từng trời thứ năm, thuộc về dục giới. Vị này khiến cho chúng sinh bỏ mê về giác, đều khổ được vui, phá vô minh, hiển pháp tính vị chúng sinh vô minh, cho nên sinh ra mê hoặc. Do đó khởi hoặc tạo nghiệp thọ báo, hiểu rõ, thì tạo nghiệp lành, mê hoặc thì tạo nghiệp ác. Tạo nghiệp lành thì thọ quả báo lành, tạo nghiệp ác thì thọ quả báo ác. Nghiệp phân ra làm ba thứ. Một nghiệp thiện, bạn tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Đó là lục độ vạn hạnh, lợi ích chúng sinh, đó là nghiệp thiện hai nghiệp ác bạn không tu lục độ vạn hạnh không lợi ích chúng sinh trên làm việc tổn hại người lợi mình đó là nghiệp ác ba nghiệp thiện ác hỗn tạp tạo nghiệp thiện thì có thể sinh về cõi trời tạo nghiệp ác thì có thể đọa vào địa ngục nếu tạo nửa nghiệp thiện nửa nghiệp ác thì có thể làm người cũng có thể làm súc sinh thiện nhiều ác ít thì gặp thuận cảnh nếu ác nhiều thiện ít thì gặp nghịch cảnh cho nên nếu chúng ta đừng làm các điều ác mà làm các điều thiện thì sẽ dứt sạch nghiệp ác tăng trưởng nghiệp thiện như thế thì sẽ đắc được giải thoát vị thiên vương này dùng đủ thứ ngôn ngữ văn tự để nói rõ về lý thiện ác khiến cho chúng sinh biết nghiệp thiện và nghiệp ác đều hỗ tương biến hóa nếu trong thiện có ác thì quả báo đắc được cũng có tốt có xấu nếu trong ác có thiện thì quả báo đắc được cũng có khổ có vui. Đó là sức lực hỗ tương biến hóa, tóm lại trồng nhân gì thì kết quả đó, trồng nhân thiện thì kết quả tốt, trồng nhân ác thì kết quả xấu. Đó là môn giải thoát của vị thiên vương này đắc được. Tịch tĩnh âm quang minh thiên vương được môn giải thoát để bỏ tất cả sự phan duyên vị tịch tĩnh âm quang minh thiên vương đắc được môn giải thoát xả lìa tất cả phan duyên một số chúng sinh thường có đủ thứ tâm phan duyên phan duyên là gì tức là muốn được lợi ích dùng đủ thứ thủ đoạn để phan duyên đó là vì danh mà phan duyên nếu khiến được sáu căn không phan duyên với sáu trần thì tâm sẽ thành tịnh trên thế giới này có hai loại người một là vì danh mà phan duyên một là vì lợi mà phan duyên, cầu danh thì chết về danh, chết ở trong lửa, cầu lợi thì chết về lợi, chết ở trong nước, danh thuộc về lửa, lợi thuộc về nước. Kẻ vì danh lợi mà phan duyên thì không bị lửa thiêu chết, thì cũng bị nước